Học khoa thế ngày xưa là ở Việt Nam thì có người yêu người đương gì không? À không. Ui giời ơi đấy. Thế nên bây giờ về Angola như này thì có hay liên lạc lại với cả người yêu ở Việt Nam không? Nhưng mà đã có mà người yêu ở Việt Nam mà, nhưng mà bây giờ không có mà. Rồi thế thì mình thì cũng sẽ không hỏi tên người yêu cũ tên là gì nữa đấy, bởi vì là có một phần gọi là hơi tế nhị một tí, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nếu mà bạn người yêu cũ ấy của anh Mạnh đấy mà xem được video này ấy, mà sẽ comment ở phía dưới để rồi là sẽ lần sau mình gặp lại Mạnh là mình sẽ liên lạc với Mạnh. Đúng rồi. Để kết nối hai người còn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Thế gì nhỉ? Ok, hello chào các bạn nhá. Ok, xin chào các bạn nhá. À rồi, ok các bạn. Thì hôm nay là mình đang có mặt, hiện tại bây giờ đang có mặt ở thủ đô Luanda. Đấy. Đúng rồi. Là để chờ cho chuyến bay ngày mai là anh em bay thì là cũng tình cờ. Đúng rồi. Là đến nhà một người em ăn cơm ấy, thì là mình gặp được một cái bạn là nói tiếng Việt. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ là nói tiếng Việt rất là giỏi đấy. Rồi. Là bây giờ là cảm ơn. Bạn tên là gì? Bạn tên là Mạnh. Mạnh. Đấy. Đúng rồi. Tên Việt Nam của bạn ý là Mạnh các bạn nhá. Đúng còn rồi. Còn tên Angola. Angola tên là Baudimiro. Thế tên Việt Nam là có đầy đủ họ tên là như thế nào? Nhưng mà tên Việt Nam mà tên là Mạnh, nhưng mà tên là Nguyễn Văn Mạnh. Đúng rồi. Nói chung là mình Nguyễn Văn Tiến là bạn ấy là cũng Nguyễn Văn Mạnh luôn. Đúng để rồi, cho rồi. Nó gần gũi. Yeah. Đúng rồi. À, thì bạn Mạnh này mình mới gặp, lúc đầu mới gặp thì là ngày xưa là Mạnh là cũng đã từng sinh sống ở Việt Nam. Đúng rồi. Mà một cái rất là hay là ngày xưa lại sống ở gần nhà mình luôn. Đúng đấy. Rồi. Thì ngày xưa là mà Mạnh sang Việt Nam làm gì? Nhưng mà đã sang Việt Nam là sinh viên mà đã đúng rồi. Đi học. Mạnh ngày xưa là trong học. Thế ngày xưa là bạn Mạnh là học trường nào? Nhưng mà Mạnh là học công nghệ sinh học và trường đại học nông nghiệp Hà Nội. Công nghệ sinh học trường đại học nông nghiệp. Nông nghiệp. Rồi. Ngày trước đi học thì là học khóa mấy? Học K58 mà. Học khóa K58 nhá các bạn nhá. Nếu đúng mà rồi. Bạn nào mà ngày xưa học khóa K58 của trường đại học nông nghiệp ấy. Ở đại học ở Châu Quỳ đúng không? Đúng rồi. Châu Quỳ Châu Quỳ là Gia Lâm. Gia Lâm. Đúng rồi. Đấy, bạn còn biết cả Châu Quỳ, Gia Lâm nữa các bạn ạ. Thì ngày xưa là Mạnh học từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu? Nhưng mà đến ở Việt Nam mà bằng 7 năm. 7 năm. 7 năm. Bắt đầu từ năm bao nhiêu? Tuần đều Việt Nam đến Việt Nam là năm bao nhiêu? Ở đây à? Bắt đầu đi học ấy. Đi học 6 năm. Đi học 6 năm nhưng mà đi học là từ năm 2012, 2013. 2012. Làm 2. Đúng rồi. 2012 các bạn ạ. Đấy, học khoa. Thế ngày xưa là ở Việt Nam thì có người yêu, người đương gì không? À không. Ui giời ơi, đấy. Thế nên bây giờ về Angola như này thì có hay liên lạc lại với cả người yêu ở Việt Nam không? Nhưng mà đã có mà người yêu Việt Nam mà, nhưng mà bây giờ không có mà. Rồi thế thì mình thì cũng sẽ không hỏi tên người yêu cũ tên là gì nữa. Đấy, bởi vì là có một phần gọi là hơi tế nhị một tí, đúng không? Đúng rồi. Đấy, nếu mà bạn người yêu cũ ấy của anh Mạnh đấy mà xem được video này ấy, mà sẽ comment ở phía dưới để rồi là sẽ lần sau mình gặp lại Mạnh là mình sẽ liên lạc với Mạnh. Đúng rồi. Để kết nối hai người còn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau. Thế gì nhỉ? Có một người yêu thôi. Có một người yêu. Có một người yêu. Mỗi một người yêu thôi. Chỉ một thôi. À, 2 3 không có. Không phải. À. Chỉ một rồi. Đấy. Nhưng mà tại vì rất quan trọng của có một người yêu và biết nói tiếng Anh.
người yêu của người Việt Nam cũng giúp khỏe mà nói tiếng Việt tốt mà rất quan trọng. Cái bạn mình nói lại một tí, Mạnh bảo là cái bạn người yêu đấy là giúp Mạnh nói tiếng Việt đúng không? Chuẩn. Là biết tính cách của Mạnh. Đúng đấy. Rồi. Thế là ngày xưa mà sao tại sao mà không ở lại mà cưới luôn đi, casamento luôn đi. Nhưng mà chưa được, tại vì người yêu không muốn đi về Angola, tại vì không nói Angola rất là khổ mà. Nhưng mà người yêu đã nói quà của em không biết nhưng mà Angola thế nào, nhưng mà chị đã không biết tất cả nhưng mà Angola thế nào. Nếu em đã nói không đi Angola rồi nhau của em. Là bạn là người yêu đấy là nôm na là không không đi được đến Angola để tổ chức là đám cưới. Đúng rồi. Thế thì ở ngày xưa ở Việt Nam thì là có đi Mạnh có đi nhiều nơi không? Đúng rồi. Có đi nhiều nơi ở Việt Nam không? Có chứ. Đi những đâu? Đi ví dụ như Fala Portuguese. Và đi ví dụ như đã đi Hà Nội, Hà Long Bay, Hà Long, Phú Quốc, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều khác. Nói chung là bạn Mạnh này là cũng đi nó gọi là kha khá rồi đấy, nói chung là cũng nhiều đấy, 6-7 điểm ở đất nước Việt Nam ấy, là sinh viên của trường Đại học Nông nghiệp nhé các bạn nhé. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như là sinh viên ở Nông nghiệp ở Hà Nội thích nhiều, ví dụ như em bây giờ biết nhiều thành phố Việt Nam tại vì em có đã đi ở nhiều phòng, ví dụ như Hà Nội, Hà Nội là thủ đô Việt Nam. Đúng rồi, Hà Nội, đúng Hà Nội thủ đô Việt Nam còn gì nữa. Ví dụ cũng đã đi Hải Dương, Hải Dương, Hải Phòng, Hải Phòng. Đúng rồi. Đấy. Cũng đã đi Hà Long Bay, Ninh Bình. Đúng đấy. Rồi mà đã đi nhiều quả phố mà ở Việt Nam. Nếu nói quả Việt Nam quả tốt mà về Việt Nam à. Nhưng mà ngày rồi ok, nhưng mà ngày xưa mà sống ở Việt Nam như thế thì Mạnh thấy cái cuộc sống ở Việt Nam thế nào, có thích có thú vị không? Có chứ. Có. Thế không nhớ, thế không nhớ Việt Nam à? Nhớ mà là người ở Việt Nam. Thế có sau này mà có điều kiện thì sẽ quay trở lại Việt Nam được không? Đúng, sẽ quay lại Việt Nam, tại vì gặp người yêu cũ đúng không? Đúng rồi. nhưng mà cũng thể là có nhau bạn người Việt Nam. Cũng nhiều bạn. Đúng rồi. Bởi vì là trường đại học nông nghiệp cũng là rất là nhiều sinh viên, nên là không những cái khóa của Mạnh học đâu, nhưng mà khóa trên, khóa dưới là có thể là cũng tất cả đều sẽ biết bạn Mạnh này các bạn nhé. Thì là sau khi là mà học xong ở Việt Nam ấy thì là quay trở về Angola, thì hiện tại bây giờ là Mạnh sẽ đã Mạnh đang đang làm gì ở Angola? Nhưng mà bây giờ làm việc của bộ nông nghiệp ở Angola. Rất là hay nhé các bạn nhá, làm việc tại bộ nông nghiệp tại Angola. Chọn lòng hoàng là tương lai lên bộ trưởng ấy. Đúng rồi. Ministro loanh quanh the boy là ministro sở bưu. Đúng rồi. Sau này mà vô tình mà gặp lại là bộ trưởng bộ nông nghiệp ở Angola nữa thì đúng là tuyệt vời đấy. Thực sự ra là bây giờ là mình cũng mới biết, gặp sau khi gặp Mạnh thì mình cũng mới biết là Angola là cũng đưa các cán bộ là sang bên bên Việt Nam để học tập. Đúng rồi. Rồi thế thì bây giờ là có khi là mình chia tay nhau ở đây nhỉ? Đúng rồi. Tớ phải về tớ gặp quần áo đây. Đúng rồi. Để hẹn là khi nào sang lại thì tớ sẽ tìm Mạnh nhá, tí là cho số điện thoại nhá. Đúng rồi. Rồi ok các bạn nhá, bây giờ mình chỉ qua qua một tí thôi. Okay. Khi nào là sau này là sẽ có dịp là sẽ gặp tìm hiểu sâu hơn về anh bạn mới gặp này nhá các bạn nhá. Ok. Rồi. Hẹn gặp lại nhá. Hẹn gặp lại nhá. Okay. Chào các bạn. Chúc mừng năm mới. Đúng rồi, chúc mừng năm mới. Đấy. Ok. Đấy. Luôn.